Cà gai leo hay còn gọi là cà quýnh, cà cườm, cà dây leo vân vân. Mỗi địa phương thì có mỗi tên gọi khác nhau. Cây có vị thơm nhẹ, dễ uống, tính bình, có tác dụng giải độc mát gan, hạ men gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ và điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là viêm gan B, một căn bệnh mà có tỷ lệ người mắc cao nhất hiện nay. Cây được sử dụng dưới dạng cây khô, hạm nước uống hàng ngày. Cách dùng cà gai leo làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh viêm gan B như sau. Thì lấy 30g cà gai leo, 30g cây xà đen, 8 đến 10g rễ mật nhân hãm với 1 lít rưỡi nước, đun sôi trong vòng thời gian 30 phút rồi chắc lấy nước uống. Bệnh nhân viêm gan B sử dụng bài thuốc trên thì trong khoảng từ 6 đến 8 tháng thì bệnh sẽ chuyển về âm tính, virus viêm gan B sẽ bị tiêu diệt ở mức thấp nhất, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Cách dùng cà gai leo cho người bình thường không có bệnh tật gì thì lấy 20g cà gai leo, 40g cây xà đen hãm với 1 lít rưỡi nước thì đun nước uống trong ngày. Cách dùng trên thì giúp tăng khả năng giải độc của gan, rất là tốt cho những người men gan cao thường xuyên phải sử dụng bia rượu. Để biết thêm thông tin về cây cà gai leo thì bạn có thể gọi vào số điện thoại là 0904 079 719 hoặc đến trực tiếp cửa hàng trà thảo dược Đức Thịnh ở địa chỉ là 290 Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À.